giới thiệu cho các em mẫu xe điều khiển từ xa. À, nhào lộn, bánh đèn Minion, và phía sau lưng của nó là mẫu Bepobic hồng và Powertron tối của họ ha. Trên xe khi mà mở hộp ra chúng ta có một cái nhóm sạc USB, một bộ pin sạc, tay điều khiển và một xe là được định vị khá kỹ bằng hai con ốc ở phía dưới này. Thông thường là con ốc này là một con ốc nhựa các bạn, nhưng mà ở đây họ định vị bằng con ốc này rất là chắc chắn, sản phẩm gửi đi xa sẽ được an toàn hơn. Cái phát sạc USB này rất là tiện lợi. Hiện nay trên máy vi tính nè, TV nè, đầu đĩa nè, TV box nè là đều có cái cổng sạc USB hết và đều có cổng sạc của xe. Hoặc là các bạn có thể dùng cái cục sạc dự phòng để có thể sạc được cho pin ha, ở trên cho pin xe. Rồi. Hiện nay xe pin sạc rời này sẽ rất là dễ chịu, bởi vì các bạn có thể dùng pin sạc này để bỏ vô để sạc để chơi, hoặc các bạn có thể dùng pin thông thường này nếu pin ở đây nó bị hư hoặc là pin nó không đủ sạc, không đủ nhanh, thì các bạn có thể bỏ pin thường vào để các bạn chơi. Giờ chúng ta có thể bỏ pin sạc vào và chúng ta có thể bỏ bình thường vào. Trước hết anh sẽ bỏ bình thường vào cho các bạn xem ha, để coi xem coi pin sạc tép và pin sạc rời nó lợi hơn như thế nào. Đây là pin sạc rời, đây sẽ là pin thường rời, đây là pin sạc rời. Từng viên một, nó lại xé ra từng viên một. Còn ở đây nó giống như vậy nữa rồi. Chúng ta bỏ vào đơn giản thôi ha. Trừ về phía lò xo, nhưng mà cái ổ này nó làm lò xo nó làm cái gờ đen bật xe lên khi bật lên thì đèn ở đây nó sẽ trắng. Rồi các bạn nghe âm thanh không? Lại làm trái khỏe các bạn ha. Ở đây sẽ lấy cái tay điều khiển ra. Cái tay điều khiển chúng ta cũng được định vị bằng hai con ốc khá kỹ. Nó sẽ giúp cho cái thành phần trong sản phẩm làm trong hộp nó được cứng cáp hơn, nó không bị da đập và nó khó bị hư. Rồi chúng ta sẽ bỏ cho pin của tay điều khiển vào ha. Đây, trừ ha, đầu bằng này vào lò xo ha các bạn ha. Rồi chúng ta sẽ lắp lại, chúng ta không khoan vội lắp pin ha các bạn ha, lắp ốc ha. Chúng ta lắp cơ bản thôi. Bây giờ chúng ta sẽ đẩy cái nắp lại. Cái pin này ha các bạn ha.
giờ chúng tôi sẽ mặc áo vào đi. An toàn nha. Còn nếu các bạn nhấn cái nút giữa này, cái nút giữa này thì nó sẽ tự chạy tới chạy lùi nha. Chạy lùi chạy tới từ chạy và tự nhạc ha. Lúc này là tạm gọi là nút demo ha. À, bạn nhấn cả nhấn lên và nó sẽ vô hiệu hóa cái demo ha. Xe này gọi là xe lật 360 độ nha. À, khi các bạn chơi hết pin, các bạn có thể thay pin vào, hoặc bạn cho pin sạc vào để các bạn sạc. Thì thao tác sạc cũng rất là đơn giản ha. Giờ mình cho pin của mình ra cái đã. Cái khớp này nó khá cứng các bạn. Mình phải dùng vít anh lại ra được. Các bạn dùng móng tay các bạn lại có thể bị chảy máu đó. Cho nên là thường các bạn dứt các bạn lại cho nó dễ ha. Đây. Sạc rồi các bạn ha, rất là tiện dụng nếu như pin này có bị hư hoặc là các bạn sạc lại chưa kịp để chạy thì các bạn cho pin hư và chạy đơn giản là lại không được. Và bây giờ chúng ta sẽ thử cái pin sạc như thế nào ha. Demo là xe nó sẽ tự xe chạy xe mở. Nãy như anh nói đụng vô cái tay điều khiển nữa. À, vô này quá nó trả lại bình thường ha. Thì như vậy, bây giờ anh sẽ hướng dẫn các bạn sạc. Sau khi chạy pin một hồi nó sẽ hết, rồi các bạn sẽ tắt và các bạn sẽ sạc ha. Các bạn sạc thì các bạn dùng cái cổng dây cổng USB để các bạn sạc. Ở đây anh có một cái cục pin dự phòng cho điện thoại. Nhớ là tắt nha các bạn, tắt là nó sẽ ha. Cắm vào đây rồi chúng ta sẽ thấy đèn ở đây cháy đỏ các bạn thấy không? À, thì cái dung lượng sạc này anh đang sử dụng cái cổng 2A thì ba viên pin này là tầm khoảng 400 cho đến 500 mA, 1A bằng 1000 mA. Nên cái viên pin này chúng ta sạc với cổng 2A này thì sạc tới tầm khoảng nửa tiếng cho tới 45 phút sẽ đầy. Sạc thì không quá 3 tiếng nha các bạn. Xong các bạn ha, anh sẽ để đây cho sạc ha.